Hai, chào đến anh em ngoài chị Chia Lượng, mình là Tờ Đủ S98. Rất vui quay trở lại các bạn là trong video ngày hôm nay. Thế giới Quyền Vương 98 thì luôn luôn biến động theo từng ngày, từng tuần với những sự biến đổi cũng như các sự kiện in game và ngoài game. Trong game và ngoài game, hôm nay thì có một sự kiện rất đáng chú ý và mình cho rằng rất là khó cưỡng lại với những người chơi sử dụng Kula hoặc là yêu thích Kula cũng như team siêu nữ nói chung. Đó là sự kiện quà mở rương thần. Điểm nhấn quan trọng nhất có lẽ đó là sự xuất hiện của tướng mới nữ tướng Foxy, một đặc vụ Nest nằm trong bộ ba đặc vụ Nest, đó là Foxy, VIP và Angel, với những cái tính năng có thể nói là vô cùng mới mẻ và chưa từng xuất hiện ở bất kỳ ai. Foxy xuất hiện trong sự kiện quà mở dương thần với giới hạn tối thiểu là 240 lần mở dương thần. Nó được đi kèm với sự kiện tích lũy tiêu phí nhận vũ khí boss. Ở đây thì ngoài vũ khí boss đó là một chọn bốn, bao gồm những vũ khí hết sức hot, ví dụ như là hồn vũ khí của Gonit, à mình xin lỗi, hồn vũ khí của Zero và hồn vũ khí của Kula hoặc là hồn vũ khí của Kaunet, những cái hồn vũ khí rất là hot. Còn hồn vũ khí của Gonit thì nó tương đối là cũ rồi. Một hồn hiệu nữ trang dành cho team siêu nữ và một hồn sách Zuro. Zuro này thì có thể dùng cho Mary, Kasumi, Shermie và tất nhiên rồi dùng dành cho cả Foxy đó. Kèm theo đó thì còn có thêm một con Vespa dành cho các anh em nào mình không rõ. Đây thì như không phải, đây là cái thanh kiếm, mình nhìn cứ tưởng cái xe đây cái thanh kiếm của Foxy, chính là hồn vũ khí của Foxy dành cho những ai mà có ý định là đưa Foxy vào đội hình chính, đúng không? Em theo đó là rất nhiều mảnh vạn năng cũng như là dương mảnh vạn năng, chủ yếu ở trong phần quà mở dương thần. Cá nhân mình nhận định thì đây là một sự kiện ngon bổ, ngon bổ và tất nhiên nó còn rẻ nữa vì nó còn có cả sự kiện tiêu kim cương đi kèm, rất là ngon. Chưa kể thì chúng ta còn được giảm giá 10 lần dương thần mỗi ngày trong 2 ngày tới đây. Mình nghĩ rằng đây là một sự kiện ngon. Mà mình nói luôn là thường thường là cái gì nhỉ? Trong vòng khoảng độ 2 3 tuần gần đây thì sự kiện nào của gai nào cũng ngon thôi. Mình rất là ngon, có sự kiện tiêu kim cương là ngon, ngon lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cái gì nhỉ? Trước tiên là mở dương thần lấy hồn vũ khí, lấy Foxy, hồn vũ khí Foxy rồi các kiểu ấy đúng không? Sau đó là review một chút về con tướng Foxy này, nữ tướng Foxy trông cũng tương đối là xinh xắn. Ok, mình sẽ quẩy luôn. Mở 240 lần thì thông thường sẽ nhận được khoảng 2 đến 3 hồn hiệu hồn sách. Đây là thông thường các bạn nha. Từ 2 đến 3 hồn hiệu cuốn sách, nếu được 3 cái thì tương đối hên, còn đâu 2 cái thì mình nghĩ rằng nó sẽ ra nhiều kim cương hơn, tức là nó có cái tỷ lệ xác định rồi. Thôi không lằng nhằng nữa, mình sẽ mở luôn, cứ 10 lần một thôi, 240 lần mà đúng không? Có một đợt thì ra rất nhiều túi 128, nhưng đợt này thì lại là đa phần mấy cái túi 88 đó các bạn. Đấy, cái này thì cả làng cùng chịu thôi. Rồi một em vừa hồn sách karate, vừa được dương 288 rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, hôm nay là một ngày đẹp trời. Cuốn sách này thì dùng được cho Robert, Robert Kiyosaki, Robert Garcia rồi. Tất nhiên dương kim cương này thì ai chả dùng được, ai chả dùng được. Quẩy tiếp đấy, mình không có cái thích kiểu vừa quay vừa đếm đâu, quay ước chừng một chút rồi thì mình quay lại mình ngó lại mình kiểm tra sau. Một đương hiệu một cuốn sách rất là sớm, chưa thấy cái dương 128 nào nhỉ. À đây rồi, được, không hổ danh, hô cái nó phải ra ngay thế mới được các bạn ạ. Rồi mạng nhanh quá nhỉ. Rồi quẩy đây, bắt đầu mở 10 lần miễn phí đấy. Rồi tiếp tục 10 lần tiếp theo, 128 rồi, ok, nhưng mà phải ra hồn điện ôn sách nữa. Rồi rất nhiều túi 128 các bạn, như vậy lần này là ngon cơm đấy, chứ nó không như là cái lần đua boss gần đây nhất đâu các bạn. Đấy, ngon cơm đấy, các bạn nhìn thấy rất nhiều dương 128 đúng không, rất nhiều dương 128, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm một cái lượng kim cương tương đối đấy. 288 tiếp đây này, nhưng mà mình cầm thêm một hiệu sách đây rồi, mày đây rồi đúng không, mày đây rồi, ngon. Đấy, ngon đây đúng không, hồn hiệu cuốn sách này ngon. Mình nhớ là con nào trong trong đội hình này dùng nhỉ, chắc là bạn ấy cho đội hình phụ thôi chứ đội hình chính này thì hình như là không một con nào. À đây đây, có Kula đây rồi đúng không, có Kula thì thơm mồi rồi còn gì nữa đúng không. Đấy, chúc mừng Saraki. Mình kiểm tra một chút xem nó đủ 240 lần chưa, chỉ quay thừa ông chỉ chết đấy. Quà mở dương thần đủ chưa,
Rồi mình còn mở 6 phát nữa, 60 lần nữa. Rồi quẩy lên. Tạm thời là mình đạt yêu cầu rồi các bạn nha, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đó là nhận được một cái lượng hai hột hiệu cuốn sách, và ngoài ra thì nhận một lượng kim cương rất đáng kể, trong đó có rất nhiều túi 128 đúng không? Chưa kể hai túi 288. Quẩy đây, 6 phát nữa. 1. Lại 128 kim cương. Tiếp tục là 128 kim cương. Tay hên nó phải thế các bạn. Đây nó phải thế chứ đúng không? 128 liên tục luôn. 3 phát nha. Ngon thế nhỉ? Cái thì mình lại rất là khó cưỡng lại rồi. Mình đang phân vân là không biết có nên mở hay không, nhưng mà độ này thì nghe chừng khó cưỡng lại rồi. Rồi bao nhiêu vận rồi? Quà mở dương thần. Nói ra nhiều đồ ăn ngon thế này, chết em, còn lần nữa. Rồi, ra nhiều thức, ra nhiều mảnh ngon thế này. Em biết sông sao đây. Rồi, rất nhiều dương 128 các bạn ạ. Rất nhiều dương 128. Mình để ý là cái đoạn về sau ấy, nó phải phân nửa là dương 128. Đấy, rất là nhiều dương 128. Thực sự rất là đáng sợ. Ta đâu rất đáng sợ. Đấy. Rồi thôi mình nhận phần thưởng thôi, chứ dương 128 nhận được quá nhiều rồi. Đấy, trong túi đồ này. Đâu rồi? Tiêu hao nó trong mình tiêu hao. Ai các bạn nhìn thấy một đống như này đúng không? Một đống như này 15 dương 128, 44 túi 88, rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là nó hồi lại cho ta một lượng kim cương có thể nói là đáng kể, đáng kể đấy. Sagi lên tin thông báo hệ thống liên tục luôn các bạn, đấy, 128 liên tục. Đấy, các anh em cùng server không có gì phải ganh tị nha. Đấy, không có gì phải ganh tị. Rồi, mình sẽ nhận phần thưởng đó là Foxy. Đấy, cùng kèm các vật phẩm đi kèm. Tuần này nói chung là chơi được các bạn ạ, chơi được. Mary rất là ngon đúng không? Xin sao. Tích lũy tiêu phí do có một cái lượng tích lũy kim cương từ trước rồi. Do đó thì Sagiki chỉ tốn có 8.500 kim cương thôi. Ở đây thì còn phải tiêu tới khoảng 9.000 kim cương nữa để đạt mốc 17.000 kim cương. Cái này thì tùy thuộc vào quyết định của Saraki tính sau đúng không? Còn đâu là Forci chắc chắn là về đội rồi, vì Forci nằm trong cái phần mở dương thật. Rồi mình sẽ lần lượt nhận thôi. Rất nhiều đồ đi kèm. Quan trọng nhất vẫn là mình nghĩ vẫn là mảnh vạn năng. Rất nhiều mảnh vạn năng các bạn. 246 đấy. Nào, hơi lác lác ấy. 20 thẻ Foxy. Vừa đủ 100 thẻ Foxy luôn các bạn ạ. Tướng tư chất 14 thì yêu cầu, à quên mất, tướng tư chất 13 thì yêu cầu 100 mảnh mới có thể ghép được tướng. Đồng tư chất 14 thì yêu cầu 150 mảnh mới ghép được tướng. Còn tư chất 13 thì mình nhớ là 50 mảnh mới ghép được rồi. Tướng tư chất 12 chỉ cần 30 mảnh thôi. Nói chung thì cuộc sống khá đơn giản. Rồi đã đủ 100 thẻ. Rồi chúc mừng Forci về đội của Sagiri. Forci trước tiên là sẽ là gì nhỉ? Kích duyên cho Kula đã. Cái duyên cuối cùng của Kula. Chính xác là duyên đầu tiên của Kula. Biệt đội thế kỷ. Biệt đội thế kỷ. Kula, Angel và Forci tăng 25% sức tấn công. Đây là tăng công cơ bản các bạn nha. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Đâu rồi, mình sẽ ghép luôn Forci và không phải chờ đợi cái gì hết cả. Quẩy đấy. Cái này thì đợi ông đi nhà ông ấy dịch ra đúng không? Mình không biết tiếng Nhật. Chịu rồi. Nói chung thì cái gì nhỉ? Mấy cái tướng của bọn tổ chức NES, cái lời biên dịch của nó nghe nó cứ ai 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 kiểu gì ấy. Wow, nghe cứ ai 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 kiểu gì. Rồi, Forci đã về đội, Forci đã về đội. Đây rồi. Mình sẽ cùng review chi tiết luôn về con Forci này. Trước tiên là Forci là cái thành phần không thể thiếu ở trong tổ chức Nest, nó giúp cho kích duyên của Kula đúng không? Trong cái duyên biệt đội thế kỷ mới, không chỉ kích cho Kula còn kích cho chính nó. Đấy, cái điều tất nhiên rồi. Trước tiên thì mình nhận xét một chút về Forci, một cái tướng nữ sử dụng kiếm. Đấy. Với hệ ở đây nó là hệ kỹ các bạn nha, tư chất 13.
Trong bảng thông số chi tiết về Forsy thì có lẽ mình để ý điểm nổi bật nhất có lẽ đó là tỷ lệ đỡ đòn và tỷ lệ lực đỡ đòn. Đây là hai cái yếu tố mình nghĩ rằng khá là nổi trội của Forsy so với những cái tướng kỹ khác. Lực đỡ đòn của Forsy lên tới 25%. Tỷ lệ kháng sát thương và cường hóa kháng sát thương cũng tương đối cao. Đấy, tỷ lệ cường hóa sát thương và kháng sát thương tương đối cao ở mức độ là xấp xỉ 12%, đấy, quanh quanh mốc 12%. Đây là một con số cao hơn nhiều so với cái tư chất 13 cũ đấy các bạn ạ. Ở đây thì mình không có cơ hội so sánh với nhiều tướng khác. Đấy, ví dụ như là con nào bây giờ nhỉ? So sánh với tướng kỹ, ví dụ như thằng EG thì các bạn nhé. Ví dụ như là EG. Đấy, thì các bạn nhìn thấy tỷ lệ đỡ đòn, lực đỡ đòn của nó thấp hơn hẳn, cũng như tỷ lệ cường hóa sát thương và kháng sát thương ấy các bạn nhìn thấy nó cũng thấp hơn hẳn. Đấy, còn Forsy thì nó nổi trội hơn hẳn. Các tỷ lệ về lực chí mạng hay là chí mạng vân vân thì nó như nhau, nhưng rõ ràng là cường hóa sát thương, kháng sát thương cũng như tỷ lệ đỡ đòn, đặc biệt là tỷ lệ đỡ đòn mình xem lại là một trong những thứ nổi trội của Forsy. Với Whip thì sao? Mình cũng so sánh một chút về Whip thì cũng tương tự như vậy đúng không? Cũng tương tự như vậy, những tướng của tổ chức NEST thường thường là có tỷ lệ đỡ đòn cao hơn hẳn so với những cái tướng ở thông thường. Tuy nhiên thì điểm kém đặc biệt của Whip một chút so với Forsy là cường hóa sát thương và kháng sát thương. Như vậy là có thể đánh giá qua Whip một chút, đó là Forsy thì được nổi trội hơn ở tỷ lệ đỡ đòn cũng như tỷ lệ kháng sát thương cũng như là cường hóa sát thương. Đấy là những cái điểm đầu tiên của Forsy về cái danh sách chi tiết, thông số chi tiết của Forsy. Về ngoại hình của Forsy thì thú thực với các bạn, mình thấy rằng nó cũng gọi là trông cũng gọi là được, tuy nhiên kiểu tóc ngựa vằn này không phải là gu của mình. Rồi, về tóm tắt thì chưa có cái gì đây, thông tin của Forsy ra mắt rồi mà lại chưa có à? Rồi, có lẽ cô nàng là một sự bí ẩn. Vận mệnh hay còn gọi mình hay gọi là duyên nổi. Cá nhân mình nhận định thì tương đối là khó kích đấy. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì chỉ có một cái duyên, là duyên số 2, duyên cán bộ Nest là khó kích thôi. Vì Chrysalis thì không phải rằng ai cũng đủ tiềm lực để lấy nó ngay từ vòng 1. Còn Kula thì đã trải qua rất là nhiều lần hồn hạp, cũng như hồn hạp kép rồi. Zero thì nhiều người sử dụng nó nằm trong đội hình chính, bởi vì thực sự Zero đang là con vệ khủng bố nhất hiện nay, đang là con vệ khỏe nhất hiện nay. Chrysalis thì khó rồi thì mình nói rồi. Còn cái duyên số 3 liên trùm vũ khí thì Whip không phải là cái điều gì đó quá khó kiếm. Nếu như mà ai gọi là tham gia cái diện quay cà phê lần trước, tích mảnh tích chìa cà phê, thì thực sự Whip thường thường là về đội hết rồi. Ngoài ra những cái sự kiện hồn hạp kép gần đây nhất Whip cũng xuất hiện, cho nên là cái việc sở hữu Whip là cái điều không khó khăn. Về Angel ở cái duyên số 1 thì cá nhân mình nhận định nó cũng không khó để lấy đâu, vì Angel ít nhất là hiện nay đã quét ở màn khó rồi. Cho nên nói vắn tắt về vận mệnh hay là duyên nổi của Forsy thì mình thấy rằng là tương đối dễ kích thôi, chứ không phải là dễ nha. Hồn vũ khí thì ai lấy Forsy lần này thì sẽ có luôn hồn vũ khí. Mình sẽ thử tức tỉnh luôn hồn vũ khí. À rồi, chút nữa thì mình sẽ tức tỉnh hồn vũ khí của nó, xem nó ra ngô ra khoai cái gì đúng không? Còn bây giờ thì tạm thời là theo dõi những thông số của nó khi nó chưa thức tỉnh hồn vũ khí. Hồn hiệu hồn sách mà Forsy dùng là hồn hiệu nữ trang, à huy hiệu nữ trang và sách judo. Đây là hai cái thứ không phải hiếm lắm. Huy hiệu nữ trang, tuy nhiên những ai chơi team siêu nữ thì phải cái gì ạ? Canh me huy hiệu nữ trang everywhere. Ví dụ như mình chẳng hạn đấy, lúc nào cũng trong tình trạng là đói huy hiệu nữ trang này các bạn. Đấy, con gái mà người ta rất là thích đồ trang sức đúng không? Không bao giờ là thừa cả các bạn. Rồi, sơ tổng hợp lại về cái bộ vận mệnh duyên ngầm của duyên nổi của Forsy thì mình nhận định rằng là tương đối dễ kích hoạt tất cả. Về kỹ năng chi tiết cũng như là khả năng sức mạnh tiềm lực của Forsy thì nó sẽ như thế nào? Trước tiên là phần độc chiêu có tên là cây trí tuệ, vì sau sẽ biến thành mắc cây trí tuệ đấy. Tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn cho bản thân và giảm 30% tỷ lệ độc chiêu của mục tiêu. Như vậy là Forsy mặc dù mang danh là tướng kỹ, tuy nhiên cái hiệu ứng của nó gây lên lại thiên một chút về tướng vệ, đó là tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn cho bản thân. Forsy Whip cũng như cái tướng chức cũng như cái tướng khác nằm trong tổ chức Nest, tại sao lại có tỷ lệ đỡ đòn cao hơn một chút so với những cái tướng thông thường khác? Lý do đó là nó nằm trong cái tổ chức Nest, thì ông chủ tổ chức Nest đó chính là Init đúng không? Init vậy thì Init thì nó có một cái nội tại gọi là
nội tại sáng thế, nó giúp cho toàn bộ đồng đội tăng lên tới hơn 50% tỷ lệ đòn trong 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 turn 1. Trong hai turn đầu tiên, trong hai lượt đầu tiên. Thì rõ ràng nếu như mà tổ chức Nets, à những cái tướng trong tổ chức Nets nó có cái tỷ lệ đỡ đòn cao hơn một chút, rồi cộng dồn vào cái tỷ lệ 50% đấy, thì rõ ràng khả năng đỡ đòn của toàn đội là cực kỳ cao, đúng không? Ví dụ như Fossey nội tại lúc đấy là sấp xỉ 20% đỡ đòn, giờ thêm 30% từ độc chiêu nữa thì nó đã rơi vào khoảng độ 50% rồi, thêm 50% của ông Init nữa, thì rõ ràng là tỷ lệ đỡ đòn đã sấp xỉ đến 100%. Dù bên đối phương có giảm tỷ lệ đỡ đòn bên phe ta, thì rõ ràng cái tỷ lệ đỡ đòn của cái tổ chức Nets, của cái team sáng thế Nets rõ ràng là cực kỳ cao, đúng không? Rõ ràng là cực kỳ cao. Đây cũng chính là lý do mà các tướng nó thường thường là chơi theo cùng đội với nhau. Mình lấy ví dụ như là đội siêu năng thì có Chin, có Athena, bánh bao ấy, thường thường nó luôn đi cùng với nhau, nó sẽ gây những cái hiệu quả cực kỳ tốt. Hoặc là team Nets, Init thường thường đi cùng với những thành viên của team Nets như là Zero, Chrysalis, Fossey, Whip hay là Angel, vân vân. Rồi, không phải ngẫu nhiên mà nhà phát hành lại làm như vậy đâu các bạn ạ. Rất là bám theo cốt truyện đấy. Thứ hai là tuyệt kỹ có tên là Lời Chúc Hành Tinh. Lời Chúc Hành Tinh. Rồi, thú thực với các bạn, mình hơi thiếu sót một chút khi mà chưa theo dõi cốt truyện của nó rõ ràng để hiểu được cái ngụ ý của cái câu Lời Chúc Hành Tinh này là gì. Hay con này nó là người của hành tinh à? Hay là nó hoạt động? À, khả năng cao là nó hoạt động ở ngoài hành tinh các bạn ạ. Bởi vì tổ chức Nest thì nó có một cái căn cứ ở bên ngoài trái đất. Cái này là trong cốt truyện các bạn nha. Tuyệt kỹ này thì Fossey nhảy lên cao, vung kiếm, chém ra một kiếm khí, rồi như là kiếm hiệp ấy nhỉ. Tấn công hàng sau, tấn công một hàng ngang địch, tức là tấn công như kiểu cao nét, cao phẩy đấy các bạn. Và giảm 30% lực chí mạng của mục tiêu của cả hai thằng luôn. Và có 20% tỷ lệ mục tiêu choáng hàng sau. Tức là nó giảm lực chí mạng và gây choáng. Thực sự thì so với nhiều cái độc chiêu khác thì thực sự nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Rõ ràng đây lại là một độc chiêu mà một cái tuyệt kỹ mang tính chất phòng thủ, mang tính chất khống chế hơn là gây ra sát thương lớn, đúng không? Giảm 30% lực chí mạng là một con số rất đáng kể, và 20% tỷ lệ mục tiêu hàm choáng phía sau đó. 20% là một con số chấp nhận được, chứ không phải là cao quá. Rõ ràng đây lại là một trong cái tuyệt kỹ thiên hướng về phòng thủ chứ không phải tấn công. Rõ ràng không ai dùng Fossey ở vị trí hàng sau sát thương chủ lực cả, mà phải dùng nó ở vị trí là phòng thủ hàng trước, đúng không các bạn? Cả tuyệt kỹ lẫn độc chiêu đều gây ra hiệu ứng thiên về phòng thủ. Nếu phía sau hàng đó không có người, tức là chỉ có một mục tiêu đấy các bạn, thì có tỷ lệ 20% làm choáng mục tiêu hàng trước đó và tăng 20% sát thương. Đây là một trong những yếu tố giúp cho Fossey trở lên đa dụng hơn ở nhiều chế độ, ví dụ như chế độ solo 1v1, đúng không? Thì Fossey rõ ràng là sẽ có số có má khi mà vừa tăng sát thương lại chắc chắn là có tỷ lệ làm choáng ngay ở cái hàng đấy, tạm thời rất là ổn. Sau khi thức tỉnh vũ khí thì giảm lực chí mạng và tỷ lệ cường hóa choáng vân vân đều được tăng. Mình nghĩ rằng phải thức tỉnh vũ khí thì mới xác định được rõ thực lực, chứ chưa thức tỉnh vũ khí thì cũng chưa chắc đâu, đúng không? 20% là con số khá thấp. Chút nữa thì mình sẽ thức tỉnh luôn để xem nó ra ngu ra khoai cái gì, đúng không? Cường hóa công S, đây là một con số bình thường, chứ nó không như con mai, đúng không? Quá bất bình thường. Rồi, nội tại cuối cùng đó là nội tại sao bạc. Nội tại sao bạc tăng chỉ số đỡ đòn cho bản thân, tăng thêm khá sát thương tuyệt kỹ cho tướng nữ phe ta. Tạm thời level 1 đã 10% khá sát thương tuyệt kỹ cho toàn bộ phe ta. Như vậy là không chỉ tăng đỡ đòn cho bản thân, kết hợp cùng với team của team sáng thế thì rõ ràng là mắc binh rồi, đúng không? Gần như là Fossey sẽ auto đỡ đòn. Độc chiêu tuyệt kỹ rồi cả nội tại đều thiên về đỡ đòn. Yashiro thổ, Yashiro là biệt danh là gì nhỉ? Ông vua đỡ đòn. Thì rõ ràng Fossey chính là bà hoàng đỡ đòn rồi. Không ai khác, chính là Fossey. Tăng 10% khá sát thương tuyệt kỹ giúp cho cái khả năng chống chịu của đội Nest này tăng thêm. Tuy nhiên đây mới chỉ là level 1, mình sẽ thử nâng lên một chút để xem ở những cái level cao hơn thì cái chỉ số của nó tăng là sẽ tăng sẽ là bao nhiêu. Đầu tiên là mình tăng cấp cho nó chơi nhá, tăng đẳng cho nó. Sau đó tăng cấp. Rồi. Mình sẽ cái gì tăng khoảng độ 10 level đây. Rồi,
À 1%. Như vậy là lên đến level 80 là khoảng 18%, level 100 là khoảng độ 20% khả sát thương tuyệt kỹ. Oải 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 oải. Mình xin nhắc lại là ở level 90 thì nó sẽ là xấp xỉ kháng được 20% sát thương tuyệt kỹ. Mình xem nó ở trong mấy tơ. Đâu rồi? Quá nguy hiểm các bạn ạ. Cái con này nó đi cùng với team S quá nguy hiểm. Đã ăn đỡ đòn rồi đúng không? Lại còn kháng thêm 20% sát thương tuyệt kỹ, thế thì ai chơi trong 3 lượt chứ không phải trong 1 lượt các bạn nha. Liệu 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 trận đấu của các bạn thường diễn ra trong mấy turn? Mình thấy lầy nhất cũng chỉ diễn ra trong vòng khoảng độ 5 turn là cùng, thế mà 3 turn nó đã kháng sát thương tuyệt kỹ lên tới 20% rồi. Để chưa kể cái gì nhỉ, giả dụ nó nằm trong team sáng thế thì nó sẽ là được đỡ đòn cái gì đây, chắc chắn là trên 50%, chắc chắn trên 50% trong vòng 2 turn. À, rồi nếu như còn nằm trong cái team tứ hồn đấy chẳng hạn thì 40% khả năng tuyệt kỹ cộng thêm 20% là 60% khả năng tuyệt kỹ, tức là nó như là một con Yashiro thổ trong vòng 3 tơn, à trong vòng ít là cái tơn đầu tiên. Đấy, cực kỳ là khó chịu đúng không, cực kỳ khó chịu. À, đây là một gợi ý cho của Gaena Angel Foxy Whip, ba con tướng rắn kết hợp cùng với nhau đúng không. Đấy, tuy nhiên thì sự lựa chọn của chúng ta là sự lựa chọn là của chúng ta thôi, các bạn hoàn toàn có thể kết hợp hai con hoặc là cả ba con cũng được đúng không. Miếng ngon đánh cả cụ, các bạn các cụ dạy rồi đúng không. Rồi hướng sử dụng cho Foxy thì mình đề xuất là gì, lên đi cùng với Whip hoặc là Foxy. Mình thì yêu thích Whip hơn, đi cùng với Angel hoặc là Whip thì mình thì yêu thích Whip hơn. Nó mi nhọn đúng không, Angel trông to quá, to quá. Rồi đấy, đấy là cái gì nhỉ? Nội tại sao bạc, một nội tại liên hệ rất là chặt chẽ với cán bộ Nest, không chỉ đỡ đòn còn có cả sát thương tuyệt kỹ. Rồi quá kinh khủng, 3 tơn nội tại diễn ra trong vòng 3 tơn khá đặc biệt. Đột phá giới hạn và kim cương thể không phải là cái điều gì quá là mới lạ. Cái này thì sẽ diễn ra khi mà Gaena cho thêm các phó bản, các cái tính năng để có thể kiếm thẻ được Foxy. Chắc chắn sẽ có những cái tính năng kiếm thẻ Foxy, tuy nhiên nó là vấn đề ở trong tương lai các bạn ạ, còn đâu chắc chắn là sẽ kiếm nha, không phải không có đâu, chắc chắn. Rồi hồn của hồn lực của Foxy đó là hồn rắn thường, không có gì đặc biệt lắm, nó cũng giống như của Angel và của Whip thôi, cũng như Chrysalis thôi, không có gì nổi trội cả. Đấy. Như vậy tổng hợp về tướng Foxy, như vậy mình có thể nói vắn tắt đó là một tướng phòng thủ thiên về cả đỡ đòn lẫn khá sát thương tuyệt kỹ, là một con tương đối đa dụng trong cái việc đó là phòng thủ và rất là hợp đi cùng với team của tổ chức Nest với Init với Angel và Whip. Đấy là tóm tắt vắn tắt. Rồi mình sẽ thức tỉnh vũ khí luôn của Foxy để theo dõi luôn cái thông số của Foxy, khi nó thức tỉnh vũ khí thì nó sẽ là cái rẻ đúng không. Kiếm khi chưa thức tỉnh vũ khí của Foxy là tên là kiếm cái gì đấy, vừa nhìn lại quên mất rồi. Bây giờ mình cứ lấy cái hồn vũ khí ra về tính sau. Rồi hồn vũ khí Foxy trông tương đối đẹp mắt này, kiếm này là kim kiếm kiếm của châu Âu ấy các bạn, không phải kiếm kiểu ở phương Đông. Rồi kiếm Tây Dương đấy đúng không, mình là kiếm của châu Âu rồi này, biến thành kiếm bạc. Đấy, kiếm bạc lời chúc hành trình thì biến thành mắc lời chúc hành trình, à mắc lời chúc hành trình đâu, hành tinh nó ở ngoài hành tinh mà. Rồi thức tỉnh nghe xem mày ra khô ra khoai là cái gì, đâu rồi. Mình thấy Foxy nhìn kỹ thấy nó có vẻ đẹp nam tính. Rồi mắc lời chúc hành trình rồi, à kinh kinh đây các bạn, kinh đây. Ủa, loại này thế này thì chơi được các bạn, loại này thế này tuyệt kỹ chơi được, chơi được giảm 50% lực chí mạng phế là còn đâu đó, 30% mục tiêu chóa hàng sau rõ ràng là một tỷ lệ cực cao chứ không phải phế phế như 20%. 30% và 20% nó khác nhau một trời một vực đấy các bạn. 20% thì bạn đánh 5 lần thì mới một lần trúng, còn 30% thì đánh 3 lần đã có một lần trúng rồi đúng không. Đấy, cao hơn cả đánh lô đấy. Rồi rất là ổn đấy các bạn. Nếu phía sau không có người thì tăng 30% thì làm choáng, và 30% sát thương tất nhiên là cái khả năng gây sát thương nó cũng cao hơn nữa. Rồi như vậy mình nghĩ rằng chơi được, cứ tỉnh vũ khí xong thì chơi được 50% được chí mạng, 30% choáng chấp nhận được, chấp nhận được. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều thứ liên quan đến nội tại mà mình nghĩ rằng nó bổ trợ rất là nhiều cho team Nest.
làm cho chúng ta làm cho cái đội hình của nó, nhất là hàng trước, nó sẽ tăng cái khả năng sống sót lên rất là nhiều, cũng như các thành viên trong team. Fossey có lẽ không chỉ dành cho cái duyên của Kula, trong tương lai khi mà Gaena đưa ra thêm những cái tính năng mới cho để có thể kiếm được mảnh Fossey, mình nghĩ rằng việc sử dụng Fossey trong đội hình là một điều chúng ta nên cân nhắc, bởi vì cô ấy thật đặc biệt. Rồi, đó là toàn bộ bài review phân tích của mình về Fossey. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình là TLS98. Đừng quên nhấn một like vào bài viết, vào video của mình, nếu cảm thấy video hay ho. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.